Tháng bảy cô hồn, được trời thương Phật độ, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Quý Sửu đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng người tuổi Quý Sửu là một trong những con giáp may mắn nhất, lọt ngược dòng số phận, vận trình được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài soi chiếu, quý nhân phù trợ mà có được nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho con giáp này thay đổi cuộc đời từ đây và được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hông hoa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý chị tuổi Quý Sửu cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tổng quan tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Quý Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Người tuổi Quý Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Quý Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Quý Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật. Bởi vậy, không ai biết những kế hoạch họ đang làm. Tuổi Quý Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Quý Sửu lại bị tuột mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực, học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Quý Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình, họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Quý Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Tuổi Quý Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc, họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tuổi Quý Sửu ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, cùng tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Quý Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. Với con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ, những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành thực hiện theo. Đôi lúc tuổi Quý Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Quý Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình, họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao thuyết phục người khác. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản bỏ cuộc. Những người này bền bỉ từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận, đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của tuổi Quý Sửu. Tuy thông minh, trí tuệ, sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì tuổi Quý Sửu vẫn ung dung hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với những người tuổi Quý Sửu, bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cầu thả,
họ chậm rãi, chắc chắn trong từng bước đi của mình. Không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng, hơn nữa tuổi Quý Sửu rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thực ra tuổi Quý Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng, những lúc buồn bã, khó khăn, họ cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc. Lúc ấy, gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để tuổi Quý Sửu tiến lên phía trước. Mặc dù rất gan dạ, dũng cảm nhưng tuổi Quý Sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm, họ luôn chọn giải pháp an toàn, chắc chắn cho bản thân mình. Họ thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi, danh vọng, cao sang. Đối với tuổi Quý Sửu đây là nơi thiêng liêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy, họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ, dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Nếu kết hôn với họ, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của người tuổi Quý Sửu chung thủy, âm thầm và ấm áp. Họ luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Quý Sửu đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp luôn muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu, luật lệ của mình. Kết hôn với phụ nữ tuổi Quý Sửu, bạn sẽ là người may mắn nhất thế gian, cô ấy là con người của gia đình hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Nếu như bạn luôn bận rộn với công việc của mình, thì phụ nữ tuổi Quý Sửu sẽ là hậu phương vững chắc nhất, giúp bạn chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Quý Sửu sẽ luôn là người ở phía sau ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua thử thách. Người tuổi Quý Sửu tính tình thẳng thắn, không bao giờ lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu của mình. Họ có trách nhiệm với tập thể, làm việc cũng vì lợi ích của tập thể, luôn khiêm tốn, nhường nhịn người khác. Họ song phẳng trong vấn đề tiền nong, không nợ nần, vay mượn ai quá lâu. Họ giỏi chịu đựng những áp lực trong công việc mà không hề kêu ca, đối mặt với những kẻ chua ngoa, mồm mép. Tuổi Quý Sửu giữ được thái độ bình tĩnh, hòa hợp, nhưng một khi lòng tự trọng của mình đã bị xúc phạm, tuổi Quý Sửu sẽ nổi giận và bỏ đi. Trong gia đình, mặc dù rất ít khi thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, nhưng tuổi Quý Sửu luôn có những hành động yêu thương vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Có đôi lúc, họ trở nên nghiêm khắc, khiến không khí gia đình buồn chán, tẻ nhạt, nhưng cũng có đôi lúc họ đem lại niềm vui, tiếng cười cho căn nhà. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Quý Sửu âm lịch, nguyệt lệnh lâm quan đới là tín hiệu tốt cho con đường sự nghiệp của những chú trâu. Bản mệnh đạt được những bước thăng tiến đáng ngưỡng mộ khi biết vận dụng hết những lợi thế sẵn có của mình. Thời điểm này, nếu muốn khởi nghiệp mở rộng lĩnh vực sự nghiệp, chủ mệnh nên tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước và đặc biệt cần phải tuân theo những quy định, nguyên tắc trong ngành thì mới có cơ hội thành công cao hơn. Nhất là khi tháng 7 âm là tháng cô hồn, theo quan niệm dân gian, chỉ một vài sơ suất nhỏ hay chủ quan cũng có thể tạo ra bước ngoặt bất lợi cho vận trình thăng tiến của bạn. Một khi rắc rối xảy ra, bạn sẽ phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức để xử lý hết những chuyện đó, họa thị phi cũng khó tránh. Trong tháng có chính tài độ mệnh, tài lộc cũng khởi sắc hơn so với trước đó. Đặc biệt là thứ tài đang rất vượng đầu tư có lãi, nếu có hứng thú, bạn nên tìm hiểu về hạng mục đầu tư yêu thích, bắt tay từ quy mô nhỏ, vừa học vừa làm, dần dà tích lũy kinh nghiệm để đầu tư lớn. Chuyện tình cảm không xuất hiện biến cố lớn, có điều vợ chồng ngày càng có xu hướng phai nhạt, hai bạn cần dành thời gian để hâm nóng tình yêu, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Chi tiết, cụ thể từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp. Theo dõi vận trình sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu trong tháng 7 âm lịch này, thái độ làm việc chăm chỉ và tích cực, chủ động đương đầu với những thách thức của con giáp này đang mang đến cho bạn những thành quả xứng đáng. Trong tháng 7 năm 2023 âm lịch, nhờ sự cần mẫn của mình, bạn thường được cấp trên giao phó trọng trách, đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trong tập thể. May mà bạn là con giáp chịu được sức ép, khó khăn đến đâu cũng không lùi bước, nên mọi chuyện rắc rối đến đâu cũng tìm được cách giải quyết, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, mọi thứ đều diễn ra êm thấm.
Nguyệt lệnh Lâm Quan Đới mang đến cho những chú trâu sự tự tin, tinh thần minh mẫn, tự chủ và khả năng làm việc độc lập tuyệt vời, đặc biệt với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản. Tháng này, công việc càng thêm hanh thông, làm tới đâu, chắc tới đó, giữ được uy tín với cấp dưới. Có thể thấy nỗ lực phấn đấu bấy lâu của bạn đang cho ra quả ngọt. Đây cũng là lúc bạn nhìn lại cả quá trình đó để rút ra những bài học quý báu cho bản thân. Lại thêm cát tinh tử vi xuất hiện cho thấy, trong nhà nếu có người đang đi học cũng có được thành tích đáng nể trong học tập, thi cử đỗ đạt cao, làm rạng danh tổ tiên dòng họ. Một điều hết sức lưu ý là thời điểm này, nếu muốn khởi nghiệp mở rộng lĩnh vực sự nghiệp, mệnh chủ nên tham khảo kinh nghiệm của người đi trước và đặc biệt là cần phải tuân thủ theo những quy định, nguyên tắc trong ngành thì mới có cơ hội thành công cao hơn. Nhất là khi tháng 7 âm là tháng cô hồn, theo quan niệm dân gian, chỉ một vài sơ suất nhỏ hay chủ quan cũng có thể tạo ra bước ngoặt bất lợi cho vận trình thăng tiến của bạn. Tốt nhất hãy cẩn thận từ đầu để tránh mọi xui rủi có thể xảy ra. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng cho thấy, tài vận của người tuổi Quý Sửu trong tháng 7 âm không có điều gì quá lo ngại. Thậm chí có người may mắn còn có thu nhập khởi sắc hơn cả trước đó, cơ may trúng vé số không nhỏ. Đặc biệt là thứ tài đang rất vượng, mạnh dạn đầu tư sẽ có lãi, dù đang trong tháng cô hồn, sức mua có xu hướng chung là giảm sút. Nhưng nếu tìm được con đường kinh doanh của riêng mình, bạn sẽ thấy cơ hội vẫn đang rất rộng mở. Dù có bất kỳ ý định đầu tư nào, lúc này cũng cần phải hết sức cẩn thận. Trước đó, bản mệnh phải tính toán thật kỹ càng, điều tra thị trường cẩn thận, nắm được xu hướng hiện nay. Khi đã làm được tất cả những điều đó thì mới nên đổ tiền đầu tư. Tiền bạc không phải cứ nóng vội là sẽ kiếm được, đừng quá nóng lòng muốn cầm tiền ngay trong tay. Muốn tài lộc tăng tiến một cách bền vững và chắc chắn, thì cách tốt nhất là bạn hãy cứ làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực. Những bước tiến trên con đường sự nghiệp của bạn sẽ nâng tầm tài vận rất nhiều luôn đó. Trong tháng 7 âm, bản mệnh cần hết sức tránh xa các trò đỏ đen, đừng phó mặc tài lộc của mình vào vận may xui rủi, kẻo tiền mất tật mang. Việc vay mượn tiền bạc trong tháng cũng nên hạn chế, thậm chí vay mượn tiền bạc để mở rộng kinh doanh là chưa phù hợp tại thời điểm này. Cho người không uy tín vay tiền cũng là một rủi ro, liệu bạn có phải con giáp không giữ được tiền, lương cao đến đâu vẫn nghèo. Về phương diện tình cảm, căn cứ vào tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tin vui cho người tuổi Quý Sửu, trong tháng này là chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển hết sức thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng được cải thiện đáng kể, điều quan trọng là do tuổi Quý Sửu luôn tinh tế và biết lắng nghe, động viên nửa kia của mình khi họ phải đối mặt với khó khăn. Chính vì vậy, bản mệnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nửa kia. Các cặp vợ chồng cũng đừng quên dành thời gian để hâm nóng tình cảm gia đình, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Về mặt sức khỏe, con giáp tuổi Quý Sửu nên hiểu rằng, cân bằng việc nghỉ ngơi và làm việc mới là cuộc sống lành mạnh và đảm bảo sức khỏe. Hãy tập thói quen tốt này để đảm bảo một cơ thể khỏe mạnh. Còn nếu cứ mải mê với công việc thì sẽ khiến cơ thể lao lực, tinh thần uể oải, thường xuyên mệt mỏi. Như vậy thì dù có bao nhiêu lý tưởng, bao nhiêu mục tiêu, bạn cũng chẳng thể thực hiện được với một cơ thể yếu đuối như vậy. Đặc biệt là trong tháng cô hồn, tinh thần lạc quan và minh mẫn rất quan trọng vì nó giúp cho con giáp tuổi Quý Sửu khỏe mạnh hơn, sức đề kháng tốt hơn. Để chống đỡ bệnh tật, nhất là những bệnh theo mùa như cảm, sốt xuất huyết, sốt phát ban, từ đó giữ được suy nghĩ tỉnh táo, hạn chế sai sót có thể xảy ra. Bạn có thể nuôi dưỡng tinh thần của mình thêm phần khỏe mạnh bằng việc đọc sách và thường xuyên luyện tập thể thao, cũng như duy trì một chế độ ăn uống hợp lý sẽ rất tốt cho sức khỏe. Thì bạn chăm sóc cơ thể từ bên trong cho đến bên ngoài thì chẳng còn phải lo lắng gì nữa về các vấn đề liên quan đến cơ thể. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang tượng vận của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, đúng tháng 7 âm lịch. Tuần 1 từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp. Người tuổi Quý Sửu có được sự hăng hái năng động trong công việc, nhờ ấn quan che chở, bạn đặt ra cho mình những kế hoạch cụ thể và chi tiết. Để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hay thời gian vàng nào, bạn còn có thể nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên. Sao Thái âm xuất hiện, tuần này cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao của mình. Từ đó thuận lợi cho việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thậm chí là còn có thể gặp được quý nhân. Thái độ chân thành và nhiệt tình sẽ giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt.
Những mối làm ăn bất ngờ mở ra cơ hội kiếm tiền cho con giáp này, từ giữa tuần trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất. Bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh, buôn bán, tăng tỷ lệ thành công, đón lợi nhuận về túi. Thuận vợ, thuận chồng, hòa hợp chung sống hạnh phúc, những người sinh vào tháng này ắt sẽ có hôn nhân trọn vẹn, cần phải biết trân trọng mối nhân duyên của mình, nếu không sau này sẽ hối hận. Quý nhân, Mùi, Ý, tiểu nhân, Ý, Tuất, màu sắc may mắn, vàng, đen, con số phát tài, 25, 94, 18. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Bước sang tuần mới, người tuổi Quý Sửu được cả hai tài tinh là chính tài và thực thần chiếu mệnh, nên có thể tranh thủ đẩy nhanh tiến độ các dự án, kế hoạch đầu tư của mình. Để tận dụng may mắn đang có, bạn được khuyến khích nên xông xáo và nhanh nhẹn hơn kẻo cơ hội trôi qua mất. Người làm kinh doanh có thể nhân lúc này mở rộng quy mô hay tìm kiếm thêm các mặt hàng hóa đa dạng, thu hút thêm các thị phần khách hàng tiềm năng. Nhưng nhớ là buôn bán gì thì cũng phải chú trọng giữ chữ tín, đừng chỉ mải chạy theo xu hướng mà bỏ qua chất lượng sản phẩm. Công việc trong tuần vẫn cần tuổi Quý Sửu thật sự tập trung và làm việc nghiêm túc mới mong giải quyết ổn thỏa mọi thứ. Dịch mã động tinh xuất hiện, điềm báo cho thấy bản mệnh phải chạy ngược chạy xuôi, vất vả lo công chuyện, rất may là bỏ công bỏ sức nên kết quả không tồi. Trong chuyện tình cảm, tuổi Quý Sửu và người ấy cần giao tiếp nhiều hơn và học cách lắng nghe suy nghĩ của nhau. Ai cũng có những cách suy nghĩ riêng, nhưng để mối quan hệ bền vững, hai bạn cần học cách hòa nhập với nhau thay vì đối chọi với nhau cả ngày. Quý nhân, Ngọ, Thìn, tiểu nhân, Mão, Hợi, màu sắc may mắn, xanh, hồng, con số phát tài 35, 76, 91. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Quý Sửu may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh, nên vận khí tuần mới nhìn chung có nhiều khởi sắc, những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui ở thời điểm này. Nhờ vậy, trạng thái tinh thần của bản mệnh phấn chấn và tươi tỉnh hơn rất nhiều. Thái độ khiêm tốn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống của Quý Sửu. Thậm chí, cơ hội nghề nghiệp và tài vận sẽ mở ra rất nhiều cho bạn, cũng nhờ có tinh thần trách nhiệm cao với những gì mình làm, vì thế tuổi này được cấp trên ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển. Tình hình tài chính tuần này khả quan, nhờ những dòng tiền thuận lợi, thiên tài xuất hiện ngay từ đầu tuần, cho thấy vận khí đang lên, nên cơ hội kiếm tiền của bản mệnh cũng nhiều hơn. Người tuổi Quý Sửu khéo léo tận dụng cơ hội của mình, thì tiền cứ thế đổ về túi. Bên cạnh đó, sự ngọt ngào và lãng mạn trong đời sống tình cảm sẽ mang lại cho bạn rất nhiều sức mạnh trong tuần này. Cả hai đều dành cho nhau sự tôn trọng và thấu hiểu cho nỗi vất vả của đối phương, nên hiếm khi đưa ra yêu cầu vô lý, đây là bí quyết giữ gìn tình cảm gia đình của hai bạn. Quý nhân, Ngọ, Tỵ, tiểu nhân, Tuất, Mùi, màu sắc may mắn, trắng, đen, con số phát tài, 56, 24, 39. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Đây sẽ là một tuần đáng mong đợi với người tuổi Quý Sửu, nhờ thiên đức hỗ trợ, các tinh này sẽ mang theo cơ hội thăng tiến trong công việc. Thời gian này, bản mệnh sẽ thể hiện được năng lực cá nhân của mình và đạt được những thành công nhất định. Về phương diện tài lộc, con giáp này đang có những tính toán thông minh và phù hợp với điều kiện thực tế, nên thu lợi nhuận về không hề nhỏ. Bạn có thể nhân cơ hội này để tìm kiếm thêm các đối tác làm ăn tiềm năng, tăng cường tỷ lệ thành công cho việc đầu tư kinh doanh của mình. Trong tuần, vẫn có thể xuất hiện một số thay đổi nho nhỏ, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh sẵn có của mình, bạn hoàn toàn có thể thích nghi nhanh chóng và nắm bắt được diễn biến công việc một cách dễ dàng. Nếu cố gắng hết mình, con giáp này sẽ gặt được thành quả như mong đợi. Về chuyện tình cảm, tuổi Quý Sửu được khuyên rằng bạn cần yêu thương bản thân mình. Trước khi yêu người khác, bạn hy sinh quá nhiều vì mối quan hệ tình cảm này, mà quên mất bản thân cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Đừng chỉ quan tâm tới cảm nhận của người khác mà bỏ qua cảm xúc của chính bạn. Quý nhân, Tỵ, Thìn, tiểu nhân, Dậu, Mão, màu sắc may mắn, trắng, xám, con số phát tài, 65, 71, 07. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 7 âm lịch. Nhận nhiều tin vui từ các thần, công danh sáng lạng bất ngờ, tiền tài ào ào vào nhà, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé! Vận mệnh người tuổi Quý Sửu, sinh tháng 1 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Quý Sửu theo tháng sinh âm lịch, tháng riêng rơi vào tiết Tân Xuân, người tuổi Quý Sửu mà sinh vào tháng riêng,
khi xuân sang thì có nhiều cơ hội để phát triển cho tương lai. Tuy tiền vận gặp nhiều trắc trở, khó khăn, nhưng ngày sau nhờ nỗ lực và tài năng của bản thân thì sẽ giành được nhiều thành công, tài lộc đủ đầy, sung túc, giàu sang. Tháng giêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, hóa hung thành cát, hậu vận an nhàn hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả khổ sở trên con đường lập nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu, sinh tháng 3 âm lịch. Người sinh năm Quý Sửu vào tháng 3 âm lịch là đương tiết thanh minh, trời đất đổi màu tươi sáng. Người này tính tình phóng khoáng, tự do, tự tại, có năng lực và khả năng thích nghi tốt, nên tới đâu cũng có thể dừng chân lập nghiệp. Họ là người độc lập, không thích bị người khác gò ép, quản lý. Sự nghiệp tuy có nhiều phong ba bão táp, nhưng cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ước mơ, kinh tế ổn định, tiền bạc dư dôi. Sinh vào tháng 3 âm lịch, những chú trâu này có cuộc sống tiêu dao, an lạc, cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Họ là người có địa vị trong xã hội được mọi người kính trọng, có thể sẽ trở thành tầng lớp giàu có, thượng lưu. Thông minh đĩnh ngộ, phong thái tiêu dao, hiểu sâu, biết rộng, họ sống thoải mái và biết cách tận hưởng cuộc sống. Nên dựa vào tài trí của mình để đi theo các ngành thiên về nghiên cứu, tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn, nên đi đâu cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, hóa hung thành cát. Hậu vận cực tốt, gia đạo an yên, sung túc giàu có, con cháu đầy đàn. Có thể nói vận mệnh người tuổi Quý Sửu sinh tháng 3 âm lịch khá tốt, có số an nhàn, có phúc khí ngập tràn. Tuy trong đời không có thành công rực rỡ nổi bật, nhưng nếu biết đủ, bạn sẽ thấy cuộc sống rất tiêu dao, tự tại. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này sự nghiệp thành công lẫy lừng, được hưởng nhiều phúc khí, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, gia đình sung túc, quan lộ hanh thông, tiền vận được phúc tinh cao chiếu, tuổi già được hưởng lộc con cháu hiền thảo. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 7 âm lịch là người có tính độc lập, họ là người có khí chất bất phàm, thông minh, đĩnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời người này khá sung túc, đủ đầy, không phải trải qua sóng gió, thăng trầm gì lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng. Số vượng tài, vượng lộc, tuổi già càng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vui vầy cùng con cháu, phúc khí cực vượng. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 7 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 7 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.